Tin tức mới nhất trên tri thức trực tuyến và lao động cho hay, Công an tỉnh Sơn La xác nhận sáng ngày 23 tháng 2, các đơn vị nghiệp vụ cùng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an đã phối hợp cùng với Công an Hải Phòng tiến hành bắt giữ Phạm Ngọc Tuấn, kẻ tình nghi đã gây ra vụ giết người đốt xác phi tang tại huyện An Dương. Vào đêm hôm trước, khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Sơn La đã bố trí nhiều chốt chặn trên các tuyến đường. Hiện trường nơi xảy ra vụ việc, ảnh, lao động nghi vấn đối tượng đang bố trốn bằng xe khách, nên cơ quan chức năng đã tiến hành rà soát hàng loạt phương tiện đi qua các tuyến quốc lộ. Đến khoảng 3 giờ ngày 23 tháng 2, khi dừng lại kiểm tra tuyến xe khách chạy Móng Cái, Quảng Ninh Sóc Cộp Sơn La, lực lượng chức năng đã khống chế và bắt giữ được Tuấn. Khai nhận bước đầu tại cơ quan công an, Tuấn khai chiều ngày 22 tháng 2, anh Nguyễn Văn Lâm 27 tuổi, ở huyện An Dương sang nhà Tuấn để đòi nợ thì bị Tuấn dùng dao sát hại. Tuấn sau đó đã phi tang thi thể vào thùng phi và dùng xăng đốt. Khi hàng xóm phát hiện mùi khét, Tuấn nói rằng anh đang đốt rác. Sau khi gây án xong, Tuấn đón xe khách bỏ trốn lên địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, Sơn La thì bắt. Đến khoảng 17 giờ 30 phút phút cùng ngày, ông Phạm Văn Trường 49 tuổi, bố nghi phạm đổ thùng phi ra thì phát hiện thi thể anh Lâm đã bị cháy đen. Hiện đối tượng Tuấn đang bị di lý về Công an Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra. Let's block X, Y.